Tôi thích mấy cái quán cà phê mà không ai vô vậy nè. Ngồi ta nói ta thanh thản dễ sợ, cảm giác rất là bình an. Thôi im đi, tôi xin cô để cho tôi một phút bình an. Trời ơi trời. Ê ê ê ê ê, làm gì giận dữ vậy? Ngồi đây ngồi đây ngồi đây. Trời ơi, tâm sự với chú đi. Hai vợ chồng gây lộn đánh lộn đúng không? Nó đánh mày nát mặt đúng không? Cháu nghĩ sao vậy? Con là đẹp ông làm sao mà đỡ phụ nữ đánh nát mặt được. Thôi bình tĩnh lại, uống gì không hả? Làm gì giận hờn như vậy hả? Thôi chú đừng có hẩu con. Hai bay gây lộn hả? Thôi chú đừng có giả bộ chú hẩu con. Chú biết câu chuyện của vợ chồng con cái xong mà chú đi rêu rao khắp cái xóm này, nguyên cái xóm này biết luôn. À, có nhiều chuyện lắm. Vợ mày nó thích bán hàng online mà mày không cho nên hai vợ chồng gây lộn với nhau đúng không? Qua trời, con nấu có hai chữ bình an thôi mà chú biết cả câu chuyện luôn hả chú? Đó là cái đạo cách của tao. Sao hay vậy chú? Mà hai vợ chồng mày cũng ngộ, đòi bán hàng online, vốn liếng đầu bán. Thiếu tiền nhà của bà Lan đây nè, không có cái né tránh hoài đây nè. Đâu ra mà có tiền làm vốn. Tao nghe, chú nói chuyện là chú phải tôn trọng người ta nha. Chú đừng có sỉ nhục người ta như vậy. Chú nghĩ xe con không có tiền, con mới trúng mánh một vụ tiền không đây nè chú. Trời đất ơi, nó hù tôi. Võ thấy gớm hô võ tiền. Võ này mày đựng dài đi tập thể dục đúng không? Chú nghĩ sao vậy? Con mở cho chú xem luôn, chú giỡn con à. Tiền trong này là chú tiền. Coi đi. Trời đất ơi, tiền ở đâu ra mà tiền. Trời ơi, tiền thiệt, tiền thiệt, tiền thiệt. Trời ơi, đâu nhiều vậy? Ê, nhưng mà một sắc gì tờ tờ ngàn không? Chắc cỡ 100 ngàn sắc thôi chứ gì đúng không? Xin lỗi chú, trong cái võ này là 10 triệu của con đó. 10 triệu? Chứ sao nữa? Cho chú Hùng chứ. Chú Hùng buôn bán chứ. Chú nói thiệt không? Thiệt. Chú Hùng bao nhiêu? Thì con bỏ ra bao nhiêu, chú bỏ ra bao nhiêu. Con 10 triệu, chú 10 triệu. Đưa tiền đây. Mày khùng quá à. Người bỏ công, người bỏ của, hiểu không? Bây giờ con bỏ của rồi thì chú bỏ công. Bây giờ tao nói cho nghe nè ha. Bây giờ hai đứa mình hùng xong, cái bắt đầu tối tối cái chú lên Facebook á, chú status lên là chú có bán hàng ha. Rồi chú quảng bá ra cho mọi người biết. Xong chú đi khắp cái khu phố này, chú vận động người ta mua ủng hộ cho tụi mình. Đó, cái người mà đi như vậy á là bỏ công sức ra rất nhiều. Nó phải gấp đôi cái người bỏ của ra. Rồi biến mất, coi như nó không chịu hùng với tôi. Công nhận mình chụp hình đẹp thiệt. Ê tụi bay coi nhỏ này nè. Wow, cái đầm đẹp quá. Tụi lao bê đê sao nhìn gái nhìn đầm. Coi nè, chân dài, da trắng, dòng nào ra dòng đó. Cái nhỏ này vợ tao chết. Nói ngon đi. Có qua nhà không? Chị nhà. Chào chị. Chào em. Ôi, tự nhiên cái rồng ghét nhà tôm vậy nè. Đến... Nghe nói là đang bán hàng online đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quần áo lên chị tiếc lắm. Trời ơi chị ơi, chị mua mối cho em đi, em giảm giá cho chị. Ê, nhưng mà chị không mở hàng đâu nhá. Bởi vì nếu mở hàng xong mà sau đó bán ế là vợ chồng của chú thím là cứ thế là đốt phong long chị thì chết. Có treo đâu, có chị quê ở đầu xóm mà mua mở hàng rồi. Dạ. Chị cứ mua đi không treo kệ. Dạ. Mua rồi hả? Dạ. Mua rồi, bây giờ chị mua thì người thứ hai nha. Dạ. Yên tâm. Nhiều mẫu đẹp lắm chị. Em lựa cho nha. Ui đấy. Chị mặt thích cái nào? Đầm đây đây, không cái quần. Cái quần hả? Trời ơi, công nhận chị có gu thẩm mỹ ghê. Con mắt chị tinh tường dễ sợ mặc dù nó bị cận. Thì người ta mới đeo kính. Nói chọn là vốn là em ạ. Dạ, chọn cái quần này là đúng đẹp luôn á. Mặc được không? Em phụ cho. Em nhắm mắt lại anh. Nhắm mắt làm gì? Ơ, cái phụ nữ người ta thay đồ thì mở toang hát mắt ta như thế mới nhìn à? Có sao đâu. À đúng rồi, đâu có sao đâu chị. Em cũng thay đồ lúc mà anh mở mắt đó, có sao đâu. Thôi à. Dạ. Thế chị cởi nó luôn đi. Ê, quên. Không được. Đã hiểu vấn đề rồi đấy. Nhắm mắt lại. Vợ chồng dạy dỗ rất là mệt. Nhắm không tí hí nhá. Trời ơi, đẹp quá chị ơi.
chị mặc vừa ghê luôn á. Sao vậy chị? Ủa nó cấm cái gì vậy? Nó bị chật chật cái vòng ba. Cho xin cái quần to hơn đi, cái size lớn hơn. Em chỉ có một size này thôi à. Em bán hàng mà sao lại chỉ có một size? Dạ đúng rồi, toàn bộ đồ ở đây em đều mua theo size của em hết á. Tại vì dáng của em là dáng chuẩn á chị, cho nên là chỉ cần mặc đúng đồ em là đẹp rồi. Ôi tự tin thế à? Nhắm mắt lại. Sao vậy? Lại luôn. Bây giờ chật thì làm sao mà mua được? Chị cứ mua đi mà. Bây giờ cái vòng ba của chị nó to, cái này mà không vừa chị mua về nhà để chị mặc cái gì? Cái vấn đề ở đây là tại cái vòng ba của chị nè. Thì tại vì vòng ba của chị bự làm sao? To quá à. Thôi bây giờ vậy đi, chị cứ mua cái quần này đi. Cái ngày mai á em sẽ kiếm cái tiếp kem tan mỡ em bán cho chị, em khuyến mãi cho chị công massage làm tan vòng ba của chị. Mở mắt ra xem lại gu thẩm mỹ của em nhé. Đúng rồi em ơi, chị nói đúng rồi. Người phụ nữ quan trọng là cái vòng be. Đàn ông mà ra ngoài đường mà thấy một cái vòng be gọi kẽm như vậy đập vô mắt là đủ xỉu rồi. Ủa vậy hả? Chứ sao? Vậy như đây có đủ đập vô mắt chưa? Nói chung là nó cũng không có đủ mạnh, nhưng mà nó cũng đủ làm cho anh xỉu ơi. Chị không ấy thôi, bây giờ á chị không thích giảm vòng ba thì thôi chị cứ mua đồ đi rồi giảm chỗ khác. Em sẽ mua những cái tiếp kem tan mỡ chỗ khác cho chị. Ví dụ như có nè, nè bắt tay chị nè, đó nó nhão nè, em sẽ đánh tan chỗ này cho chị ha. Rồi á để chỗ nào có mỡ nữa đây em sẽ đánh tan. Cái cổ của chị động không? Cái phần eo này nữa nè, đó mình giảm đi, đảm bảo mặc đồ đẹp. Này, chị mới nhớ ra là chị mới nhập khẩu một loại kem từ tận châu Âu. Kem gì chị? Rất hợp với bạn này. Vâng. Chị định cho em hả? Trời, kem gì vậy chị? Kem chị vô duyên. Lấy cho vợ em một thùng luôn đi chị. Ủa tự nhiên qua đây mua hàng của em xong rồi cái đòi mua thuốc cho em uống vậy? Ủa mà anh sao phải mua tới một thùng lận? Một thùng mới đủ liều lượng cho em đó. Ê, vậy là em sắp hết vô duyên rồi. Quá tào wow. Anh thấy model có đẹp không? Em đảm bảo với anh, khách thấy em ăn mặc đẹp như vậy, thế nào cũng mua hàng tặng em hả? Không có tiền. Ủa sao vậy? Nghĩ tới mấy cái chuyện bán hàng là không có tiền được. Nhưng mà tại sao? Em nghĩ đi, bán hàng bán quần áo cái gì mà mua hàng có một size à, rồi bán cho ai? Nhưng mà em mặc đẹp mà đúng không chồng? Cũng được. Thao tặng nè. Không, phải quỳ xuống tặng em mới nhận. Mệt quá, cứ lèm như là mới yêu nhau vậy. Ừ. Anh tặng đi. Em cảm ơn. Chị ơi, chị cho em hỏi đây có phải nhà của chị Dung Mỹ Nhân không? Đúng rồi đó em. À, vậy chị cho em gặp chị Dung Mỹ Nhân đi. Chị là Dung Mỹ Nhân nè em. Thôi chị ơi, chị đừng có chọc em. Em cũng đang gấp lắm, chị gọi chị Dung Mỹ Nhân ra cho em gặp đi. Chị trên Facebook đẹp lắm chứ đâu có giống vậy đâu. Nè, ý là nấu vợ tôi là cái hình trên Facebook là Photoshop á. Chính lão nghe vợ tôi không bao giờ Photoshop. Xài 360 độ thôi. Anh này. Có sao nói vậy? Ủa, vậy chứ em là ai? À, em là Lan Hoa Hậu. Có hẹn với chị hôm nay qua coi đồ nè. Em là Lan Hoa Hậu á hả? Dạ đúng rồi. Bà chị Lan, Lan Hoa Hậu là cái hình hôm que mày. Em cho anh coi ấy. Đúng rồi, đặt quá trời đồ luôn á. Sao khét quá vậy? À, xin lỗi chị, tại chị xài 360 thôi chứ em tới 720 lận. Dễ thương. Ngầu đi em. Ôi, ngồi em dễ thương lắm, em ngầu đi. Trời ơi, nói chứ khách VIP của em đó. VIP đâu nhỉ? À chị. Đâu em chọn mẫu nào? Em chọn mấy mẫu này nè. Chị coi giùm em nha. Mẫu này. Trời đất ơi. Công nhận
làm như nhà thiết kế độc quyền cho mình á. Chuẩn quá mà. Của mình, của khách, của khách, của mình, của khách, của mình, của mình. Bà Tàu, mấy cái mẫu này là em chọn đúng luôn ấy. Em có con mắt thẩm mỹ, chọn rất hợp với dáng của em. Ờ, không có được rồi em ơi. Mẫu này nè là có khách đặt rồi. Còn mẫu này thì cái đường chỉ nó bị hư rồi, chưa có sửa. Còn mẫu này thì hết hàng rồi. Thôi em chọn mẫu khác đi nha. Sao cái gì cũng không được hết trơn vậy? Thì chọn mẫu khác đi. Thôi em thích mấy mẫu này à. Không có là thôi, không mua. Em ơi, em làm cái gì vậy? Người ta là khách mè. Mấy cái đồ đó em bỏ cái đống trong cái phòng kia kìa. Đợi anh vô anh lấy cho em thử. Dạ. Ừ. Không được. Ủa gì vậy chị? Mấy cái mẫu đó của chị. Là sao? Chị mua đồ về bán. Mẫu nào đẹp chị mặc, không bán. Bà Tặng. Trời ơi, cái gì vậy bà nội? Vậy mà bà hành tôi qua tới bên đây hả? Bà nhìn lại cái tướng của bà đi. Cái bộ đồ của bà cũng đang đẹp lắm á. Bà bận vô cái xấu quắc luôn à. À, chào em. Dạ chào anh. Em có phải là Dung Mỹ Nhân bán hàng online trên Facebook không? Dạ đúng rồi, là em nè anh. Anh... Ừ, anh đưa mua hàng. À vậy hả? Trời ơi, nhìn em ngoài xinh ghê. Lần đầu tiên mới có người công nhận em với Facebook là một quá. Khiêm tốn quá. Trời, anh đi mua hàng mà còn mua hoa tặng cho em nữa. Em cảm ơn anh nhiều nha. Đẹp quá. Dung nè. Dạ. Anh muốn mua cái gì? Thôi, mày tính thua vợ tao phải không? Không phải. Mày tính phải không? Không có. Khách hàng đến mua quần áo. Khách hàng. Mua quần áo có gì mà tặng bông kia. Tặng bông rồi nào? Đấy nè. Tôi tặng bạn gái tôi chứ bộ. Mua đồ con này tặng bạn gái. Ủa, sao nãy anh tặng bông này cho em mà. Tặng cô nào? Cô tự giật chứ bộ. Ủa vậy hả? Ừ. Em quên, trả lại anh nè. Không có buôn bén gì nữa. Bà cho mày 5 giây nha, mày không biến thôi đây là tao quýnh mày đó. Trời. Làm gì kỳ vậy? Tôi là khách hàng nha. Làm gì vậy? Kệ ảnh đi, giờ anh muốn mua đồ gì? Không mua nữa. Bất hạnh. Trời, em... Xấu số. Anh ơi, anh. Thank you.